Dạ vâng, mến chào quý anh chị em nhà mình đến hẹn lại lên. Thì hôm nay em Trường bên Toyota Bình Dương mang đến cho nhà mình một siêu phẩm đến từ nhà Toyota thương hiệu Innova. Đấy, là mẫu Toyota Innova đời 2015, cuối 2015, bản e đủ nha quý bà con. Một chiếc xe siêu đồ chơi, siêu công nghệ luôn. Em chưa gặp chiếc xe nào mà có thanh niên chất chơi này là siêu đồ chơi luôn bà con. Đầu tư hẳn cho một bộ camera 360 quanh xe, cảm biến lùi quanh xe, âm thanh ánh sáng vũ trường. Xe đã lên full bộ âm thanh, là nguyên cái dàn loa âm ly, với lại màn hình là gần hai mấy 30 triệu luôn bà con. Quá khủng khiếp. Âm thanh này nói là nếu mà ai mua bay bổng là chơi dàn âm thanh là bay luôn bà con, như phòng bay luôn. Âm thanh ánh sáng là đèn đuốc bà con coi nè, đèn là đèn bi xin ông nè. Đấy, đèn bi cầu nè, dưới này còn có thêm một cái dàn đèn dưới này nữa nè. Đó, bà con thấy không, quá dữ. Đèn led rồi là quanh xe. Innova cuối 2015, màu vàng cát rất là đẹp nha bà con. Đấy, camera 360, âm thanh như vũ trường. Đấy, rất may mắn khi anh trai đã sửa, để nhượng lại cho bên đây một mẫu xe khá là tâm đắc. Nói chung cuộc chơi mà. Đấy, đến một lúc nào đó ai cũng phải dừng cuộc chơi thôi. Vì nhiều lý do, một là lên đời, còn hai là xuống đời. Và rất là không may cho anh trai là anh trai đã vướng vào banh bóng đất đai, cho nên buộc phải xe rời con vợ yêu chiến mã để lại cho em. Và hữu duyên cho khách nào đến sau lấy con này về dùng, không phải tốn tiền làm gì thêm nữa. Xe đang trong tình trạng hoàn hảo nhất có thể, từ cho lốp liếc. Nói chung là anh người ta uống khách hàng biết mà, người ta đã bỏ mấy chục triệu để lên đồ chơi thì tiếc gì là bảo dưỡng một chiếc xe chất lượng để người ta đi bảo vệ tính mạng người ta, đúng không bà con? Đấy, cảm biến trước, cảm biến sau. Đấy, xe thì bên em vừa cho đi đăng kiểm check cho anh em. Đấy, đến tháng 8 2025, đăng kiểm ngày 12 thì mới đăng kiểm đây, thì chắc chắn thì không có vấn đề phạt nguội đâu bà con. Xi nhan tích hợp trên gương, trên xe là khuyên vàng đồ chơi, tí em sẽ quay review bên trong cho bà con. Mình đang quay bên ngồi, 5 cái lớp mới, mâm phay xước, xi nhan gương tay thỏ, camera 360. Bà con thấy không, đời 2015 e bản đủ. Giá thì cực kỳ mềm cho bà con luôn, dễ mua, dễ bán, dễ xài. Đúng nhô 3 đồng, đấy, nhô 300 thôi, cụ thể là 315. Tới xem xe còn bớt còn thương lượng, khả năng 310 vào việc. Đấy, dán full film cách nhiệt, ốp mẹ chrome đầy đủ hết. Đấy, cứ đến xem xe là mua được xe. Đấy, phương trăm của bên em mâm nè, đấy, không một vết xước nè, lớp nè, keo nhồng dày cui nè, hóc cua lớp nè, chưa dặm sơn nè, chưa mòn nè, chưa rỉ nè. Đó, bà con thấy không, đẹp tuyệt vời không. Phía đằng sau nè, đấy, đèn đuốc rồi là có đèn hết luôn nha. Đấy, cuối 2015 bản e đủ luôn, đèn đuốc là full, cảm biến là độ quanh xe hết. Bà con nhìn con xe nè, quá chất luôn bà con, thực sự nó quá đẹp luôn. Màu vàng cát, ốp mẹ chrome đầy đủ hết nè. Bà con coi lớp liếc của nó nè. Trời ơi, xe như thế này mà bà con bỏ qua thì bỏ làm sao được. Một xe bắt đầu tiến vào bên trong nè, lót sàn nè, âm ly, âm thanh rồi là miễn bàn. Đó bà con coi, đèn đuốc là full. Đấy, bà con coi nè, bọc nguyên bộ combo màu xám theo logo Innova. Đấy, ốp luôn, ốp hết luôn. Đấy, bà con coi đẹp không, tuyệt vời. Đấy, ngồi ba vàng lạnh, còn chủ nhân của nó sợ nóng nó chơi thêm cái vàng quạt nữa nè. Trời ơi, bà con thấy chất chơi người dơi không? Đó, 8 chỗ ngồi rộng rãi, quạt full xe. Đấy nè, đóng băng luôn, nhưng hợp gì. Đấy, ba vàng lạnh nhìn theo xe để chơi thêm vàng quạt đó nè. Bà con coi xấu cái quạt nè. Trời ơi, đúng chủ nhân của nó chịu chơi ghê. Nhìn cái con lái cũng như là gọi là như phi cơ mặt đất vậy bà con. Đấy, quá dữ dằn luôn rồi. Đèn đuốc rồi có hết luôn nha, có đèn luôn nha. 2015 e bản đủ nữa bà con. Vô lăng là vô lăng Camry nha. Đấy nè, rồi mở cho bà con coi nè. Quá dữ dằn luôn, một chiếc xe phải gọi là đỉnh cao luôn. Đây, bà con coi nè, nổ máy cho bà con luôn. Đó, nè, camera 360 nè, âm thanh lên nè. Đó, camera nè, đây, phím khiển nè,
Đấy, rồi con coi nè. Đấy. Thấy không? Tăng lớn nhỏ nè. Đấy, bà con nghe dữ không? Lo nè. Đấy. Quá dữ. Đấy. Bà con nhìn không? Giống như gọi là phi cơ mặt đất nha. Dàn vô lăng Camry nè. Quá dữ luôn bà con. Rồi, quay bên này cho bà con coi cục máy của nó nè. Còn dữ hơn nữa. Đây. Đó, phanh ABS nè. Chống phanh bó cứng kẹo bốn bánh nè. Bà con coi đẹp chưa? Đó, xe như thế này bà con không mua, bà con mua xe gì? Quá đẹp luôn, máy nè. Đấy, tem máy còn nguyên nè. Đấy, bảo hành cho bà con là máy số con này là 12 tháng, bao xài, bao lên đời, bao đổi trả. Và giá để cho bà con với giá là 315 bớt 5, còn 310. Bao rút cái hồ sơ gốc, hỗ trợ sang tên nếu bà con cần. Rồi, bà con quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trường. Số điện thoại 0972147247, em bỏ trên bài đăng. 0972147247, mua bán ô tô, trao đổi cồ cát tất cả các dòng xe, từ xe nhỏ lên xe to, từ xe to xuống xe nhỏ. Quý anh chị giới thiệu bên em mua bán được xe, em vẫn thì gửi tiền cà phê cho anh em từ 3-5 triệu. Alo trực tiếp cho em tại Dĩ An Bình Dương, em Trường, số điện thoại 0972147247 nha.